Ok mọi người, thì bữa giờ bên em đang dọn cửa hàng ha. Thì dọn gần như là xong rồi. Khu hồ bên đây thì đã dọn sạch sẽ hết rồi. Đó, còn bên đây là khu cá. Bên đây thì em còn một cái hồ này 2m, 2m1, rộng 80, cao 90, lọc dưới, ốp gỗ sơn trắng. Hôm nay thì em sẽ xả luôn cái hồ này là xong ha mọi người ha. Thì đây mọi người nha, đây em quay cận cảnh chi tiết cho mọi người chúng ta xem ha. Đây là hồ lọc dưới nha. Thì hồ này thì anh em sẽ có vật liệu lọc, máy bơm là chạy nhiều chế độ nha. Vật liệu lọc là Gmat nè, với lại san hô đó, máy bơm nha mọi người nha. Còn không có đèn nha. 2m1, rộng 80, cao 90 đó. Đây, hồ này là trước em để mười mấy con cá rồng và thêm mười mấy con phi phụng với lại hổ. Nói chung là trong hồ này có thể tải được 30-40 con cá luôn, size lớn không nha. Mặt sau này nó có gỗ luôn nha mọi người nha, một cái vách gỗ luôn đó. Thì bao gồm máy bơm, vật liệu lọc đó. Hồ này là view ba mặt nha mọi người nha, xuyên qua luôn đó. Thì hồ này em xả là 10 củ 5 nha anh em. Đó, 10 củ 5 nhanh gọn lẹ ha. Kính này là kính 12 ly, đáy như 15 ly đó. Rồi anh em nào thích thì nhanh gọn lẹ nha. Ok.